rất nhiều gia đình hiện tại đang khó khăn lục đục do mâu thuẫn gia đình, vợ chồng mâu thuẫn lục đục với nhau, không có tiếng nói chung, bất hòa. Vậy thì chúng ta, nếu mà chúng ta không hóa giải được cái mâu thuẫn của vợ chồng không tiếng nói chung cả để ảnh hưởng hết, vậy thì đầu tiên chúng ta phải làm hòa, đó là vợ chồng thuận hòa được tiên. Có nhiều người phụ nữ nghĩ rằng mình phải càng kiếm thật nhiều tiền để không phụ thuộc vào chồng, đấy mới là tốt. Nhưng chúng ta hãy quan sát lại những cái người phụ nữ giỏi mà kiếm được nhiều tiền, chúng ta để xem hôn nhân gia đình có bao nhiêu người hạnh phúc. Chúng ta hãy quan sát lại xung quanh chúng ta, những người phụ nữ giỏi mà làm kiếm tiền tốt hơn cả chồng, chúng ta để xem có bao nhiêu người có đời sống gia đình hạnh phúc. Còn người xưa thì sao? Người xưa thì chú trọng cái người phụ nữ đó là gì? Chăm chồng, dạy con, báo hiếu phụ thân, cái việc rất quan trọng người phụ nữ. Và sư tổ cũng nói người phụ nữ ảnh hưởng tới thế giới quá nửa luôn. Có nghĩa là những người con hư hay những người con ngoan, phần lớn là sự giáo dục của gia đình và tình người mẹ này. Vậy thì việc người phụ nữ quan trọng không? Vô cùng quan trọng. Nó ảnh hưởng cả thế giới luôn, nó ảnh hưởng đến hòa bình của đất nước luôn. Phần lớn là do người phụ nữ. Bởi vì người mẹ tốt thì sẽ có những người con tốt, những người con ngoan. Nhưng người mẹ mà không tốt thì sẽ tạo ra một thế hệ con cái không tốt, những người phá gia chiêu tử, phá làng phá xóm, làm hại đất nước, làm hại thế giới. Từ những người mẹ mà ra, từ giáo dục gia đình mà ra. Vậy thì chúng ta, nếu chị em phụ nữ chúng ta nhìn thấy tầm quan trọng không? Vô cùng quan trọng của người phụ nữ, công lao vô cùng lớn mà chúng ta quên mất cái đấy. Việc chúng ta chú trọng vào việc dạy con nó vô cùng quan trọng. Việc chúng ta chú trọng mà vun đắp cho gia đình, cho chồng, cho bố mẹ hai bên nó vô cùng quan trọng. Nhưng chúng ta nghĩ rằng tiền quan trọng hơn, công việc kiếm nhiều tiền quan trọng hơn. Cho nên là gì? Có tiền nhưng không có hạnh phúc, đấy là đó. Vậy thì mâu thuẫn nó từ đấy mà ra. Vậy thì nếu chúng ta biết bổn phận của mình, bổn phận của người vợ là chăm chồng dạy con, báo hiếu phụng dưỡng bố mẹ. Người chồng là gì? Bổn phận người chồng gánh vác việc lớn gia đình, gánh vác việc xã hội đất nước, đấy là việc chính của đàn ông. Vậy thì nhưng mà chúng ta lại bây giờ lại là gà mái lại đòi gáy, đúng không? Gà trống thì gáy, gà mái thì đẻ trứng. Nhưng bây giờ sao? Gà mái thì đòi gáy, tức có nghĩa là đòi làm những công việc của đàn ông để gọi là bình đẳng, để không phụ thuộc. Mà chính cái không phụ thuộc, cái mong muốn tự do không phụ thuộc này, nó làm ảnh hưởng đến hôn nhân mà chúng ta lại quên mất. Đấy là sự thật. Chúng ta hãy tư duy để suy nghĩ xem. Vậy thì chúng ta có lên không? Khi chúng ta mà là phụ nữ nhưng cứ mong muốn chí làm giàu, mong muốn kiếm tiền mà giao con cái cho người khác, giao chồng cho người khác, thì hỏi hạnh phúc làm sao có được. Chúng ta hãy lên thật thà tư duy suy nghĩ.